được quay tại Sông Thao, Trảng Bom. Họ là ai? Đến từ đâu? Tại sao lại tập trung đông như vậy? Chào mừng các bạn đến với xã Sông Thao, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, quê hương tôi đó. Trước mặt các bạn là khu dân cư Sông Thao với tổng diện tích bao gồm 59 lô và đang trong giai đoạn mở bán lần đầu tiên. Ủa chỗ này chỗ nào ta? Ủa, nhà văn hóa ngay trước đất luôn. Nhìn từ tổng thể trên cao, khu dân cư này đã hoàn thiện toàn bộ hạ tầng và có cả cống thoát nước. Ngoài ra còn có bờ suối. Trước mặt các bạn sẽ là công trình giải trí mà nơi đó có thể làm quán cà phê hoặc nhà hàng. Và dĩ nhiên kế bên sẽ là một bờ suối ôm và trải dài xung quanh đùi đất. Và đây là suối một mùa, quanh năm đều có nước. Đến đây các bạn có thể nhìn chậm hạ tầng cầu cống thoát nước. Để làm thành khu dân cư này, người chủ nơi đây đã trải qua 2 mùa mưa, nghĩa là 2 năm, và họ dám cam kết rằng nơi đây never ngập. Tiếp theo sẽ là tiện ích ủy ban xã Sông Thao cách 900m, bao gồm cả y tế. Tiếp theo sẽ là trường mầm non, trường trung học cơ sở, và cái đoạn đông đông lúc nãy đó, đầu clip nè, trường tiểu học Sông Thao. Và dĩ nhiên là khu dân cư sẽ không thể thiếu bách hóa xanh lá, điện mái xanh dương, bưu điện màu vàng, và trụ sở công an có cái cột màu trắng. Tiếp theo, cái chợ thứ nhất, cái chợ thứ hai, một cái đầu đường, một cái cuối đường. Phóng tầm mắt xuống đất, các bạn có thể cảm nhận lưu lượng xe lưu thông qua lại. Leo lên bản quy hoạch, đây là vị trí đất. Các bạn thấy nhà văn hóa ngay đất chưa? Bây giờ Lý sẽ kéo lên cái phần màu cam, trung tâm hành chính xã, nó cách chỉ 852m, nãy kêu 900 hơi hố à. Tiếp theo sau đuôi đất là đường tuyến chính Trảng Bom Xuân Lộc, dự mở 45m, và nó chỉ cách đất 374m theo đường chim bay. Tiếp đến khoảng cách từ đất đến điểm giao nhau của đường vành đai 4 chỉ là 4 cây số, với diện tích từ 100, 200 và 300m2, mỗi lô 6m ngang trở lên full thổ cư. Thì anh Cao Điện, anh áo đèn, anh đã gửi cho ngân hàng thẩm định với số tiền hơn 11 triệu 1m2, và giờ đây anh đưa ra một mức giá cực kỳ hấp dẫn, chỉ từ 8,5 triệu 1m2. Ê, cái đoạn này là mình phải học hỏi nè. Anh nói chuyện chỉ ngón út, không dám chỉ ngón trỏ. Riêng cái này là thấy quá tuyệt vời. Rồi, chúng ta sẽ cùng quay lại vào ban đêm. Khu giải trí của chúng ta giờ đây lên đèn chẳng khác nào như Đà Lạt mộng mơ. Và phóng tầm mắt về xa xăm, nơi nào có đèn, nơi đó có dân. Ê, dân hơi đông nha. Chỉ 8,5 triệu thôi, không phải nơi nào cũng có khu dân cư giống vậy đâu. Anh chị em nhà mình suy nghĩ kỹ nha. Hãy